1, 2, 5, 6. Anh em đang nghe trực tiếp trên một combo trị giá 33.700.000 anh em nhé. Một cặp loa này, ba thiết bị anh em nhé, và một chiếc súp 40. Đây là anh em đang nghe trực tiếp trên cái bộ cấu hình này mà em thử tiếng mic cho anh em cùng nghe nhé. 1, 2, 5, 6. Đây là cái chế độ trộn delay, echo và reverb. Và anh em cùng nghe reverb không nhé. 6, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Đơn Sọc bầy. Đây là tiếng reverb không anh em nhé. Anh em thể nghe thấy cái tiếng nó rất là bay. 1, 2, 5, 6. Tiếng rất bay đúng không ạ? 1, 2. Và em sẽ trở lại với echo, delay và reverb. Sọc bầy. 8, 9, 6, 7, 8, 9. Và mời anh em cùng đeo tay nghe nhé. Trải nghiệm với một bộ cấu hình ngày hôm nay. Em xin giới thiệu với tất cả anh em, chỉ 33.700.000 thôi, nhưng mà cái cấu hình này rất là chất anh em nhé. Nghe cực kỳ là mềm mượt và rất là ngọt ngào. Anh em có thể vừa hát karaoke vừa nghe nhạc được. Mời anh em cùng đeo tai nghe nhé. Anh em sẽ nghe qua một bản nhạc không lời để anh em nghe được cái chất âm của nó anh em nhé. Anh em cùng đeo tai nghe để trải nghiệm chất âm. Và một phút sau em sẽ giới thiệu chi tiết từng thiết bị và hát thử cho anh em cùng nghe anh em nhé. Em đang đánh trực tiếp từ máy tính vào bộ này và ra loa thôi anh em nhé. Không qua một thiết bị nào nữa, chỉ có 3 thiết bị thôi. 3 thiết bị đang sáng đèn anh em nhé. Đấy, với chi tiết với cái cấu hình này thì em để máy trên một cái giá này, anh em có thể đánh tiếng bass rất là sâu đúng không ạ? Rất là chắc tiếng bass. Đó. Với cấu hình này thì rất đơn giản thôi, anh em có thể nhìn thấy ba thiết bị đang sáng ở đây. Đó là một cụ đẩy 3 kênh H3610, một vang số D5 và một micro 752 la mã anh em nhé. Với combo này thì chỉ có 33.700.000 thôi. Ở đây em sử dụng một súp hơi bass 40. Đó. Anh em có thể nghe tiếng xuống rất sâu anh em nhé. Tiếng bass 4 chiếc bass 40 đây là chiếc TVK15. Đó, TVK15. Đang dùng cục đẩy 3 kênh H3610, dùng một kênh đánh anh em nhé. Dùng một kênh đánh. Đó. Với cục súp 40 này thì anh em có thể chơi tốt trong những căn phòng tầm 40 mét vuông anh em nhé. 40 mét vuông đổ lại. Và cái chất âm của nó xuống rất là sâu, đánh tiếng rất chắc gọn anh em nhé. Và giá chỉ 6.500.000 đồng thôi anh em nhé. 6.500.000. Loa đây em sử dụng loa S12, dòng loa karaoke của Lợi Cao Tích, dòng loa phải nói là cận cao cấp anh em nhé. Cặp này thì hiện tại 13.500.000, sơn sần cát anh em nhé. Tất cả của nó là sơn cát hết, anh em thể nhìn đấy. Con này sử dụng một bát từ neo anh em nhé. Bát 30 từ neo. Tiếng của nó rất là sắc nét anh em nhé. Cực kỳ sắc nét. Đây là một trong những cái combo sử dụng loa rất là chất. Loa S12 là một trong những dòng mang tới cái chất âm rất là tuyệt vời anh em nhé. Tiếng bass nó rất là ok. Đó. Anh em thể nghe nhạc rất tuyệt vời đúng không ạ? Cặp loa này hiện tại 13.500.000 đồng anh em nhé. Súp 6.500.000 đồng. Và với combo này chỉ gồm 3 thiết bị thôi. Đó là cục đẩy H3610 với 2 kênh AB là 600W một kênh anh em nhé. Kênh A 600, kênh B là 600. Và điều đặc biệt là kênh C của chúng ta là 1000W trên một kênh em nhé. 1000W trên một kênh. Và cái kênh C này thì chuyên để có nút cắt súp để anh em có thể chơi súp anh em nhé. Có thể chơi súp bằng kênh C này được.
và giá của cục đẩy H3610 này là 6.900.000 đồng. Là bên em sẽ bao ship cho tất cả anh em nhá. Đó, 6.900.000 đồng. Và ở đây sử dụng một con vang số D5, một trong những cái con vang số mà khá là sử dụng nhiều trong các bộ dàn của bên em. Giá chỉ có là 4.200.000 đồng em nhá. 4.200.000 với vang số D5, một trong những vang số được bảo hành lên tới 3 năm chính hãng của Lợi Cao Tích và do Chipass sản xuất. Đó, con này em sẽ cài cho anh em là 4 chế độ. Ở một lúc nữa em sẽ hát thử cho anh em một nghe anh em nhé. Chiếc vang này rất là đẹp đúng không ạ? Đi phối với combo 3 thiết bị này cực kỳ tuyệt vời. Cuối cùng đó là bộ mic 7525 mã. Bộ này thì anh em thể nhìn cái góc cạnh của nó rất là đẹp anh em nhé. Rất là đẹp đúng không ạ? Giá của bộ này hiện tại đang là 2.600.000 đồng anh em nhé. Bộ này có cảm biến tự ngắt cho anh em để anh em sử dụng. LX Autic U75. Rất nhiều anh em đã sử dụng bộ mic này rồi và cho cái chất âm rất tuyệt vời anh em nhé. Rất tuyệt vời với cái bộ mic này. Chất âm rất là đẹp anh em nhé. Chất âm rất là đẹp. Thì đây là một cái combo rất là dễ chơi cho anh em, chơi gia đình. Phòng tầm khoảng độ 30-40m2 anh em nhé. Một cặp loa bắt 30, một súp 5, một súp 40 anh em nhé. Và một đẩy 3 kênh, một vang số, một bộ micro chỉ trị giá là 33.700.000 thôi. Anh em thể lựa chọn được combo khá đẹp anh em nhé. Thì mọi thông tin chi tiết mua hàng anh em thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại ở bên dưới giúp em. Và mời anh em cùng đeo tai nghe trải nghiệm chất âm của bộ cấu hình này. Mời anh em cùng đeo tai nghe nhé. 1, 2, 5, 6. Anh em đang nghe trực tiếp trên một combo trị giá 33.700.000 anh em nhé. Một cặp loa này, 3 thiết bị anh em nhé và một chiếc súp 40. Đây là anh em đang nghe trực tiếp trên cái bộ cấu hình này mà em thử tiếng mic cho anh em cùng nghe nhé. 1, 2, 5, 6. Đây là cái chế độ trộn delay, echo và reverb. Và anh em cùng nghe reverb không nhé. 6 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, đơn. Sọc bề. Đây là tiếng reverb không anh em nhé. Anh em thể nghe thấy cái tiếng nó rất là bay. 1, 2, 5, 6. Tiếng rất bay đúng không ạ? 1, 2. Và em sẽ trở lại với echo, delay và reverb. Sọc bề. 8, 9, 6, 7, 8, 9. Và mời anh em cùng đeo tai nghe nhé. Trải nghiệm cái chất âm của cái bộ cấu hình này. Em sẽ hát thử. Tiếng xì rất đẹp đúng không? Đôi tim hẹn ước, bỏ sao tương lai được.
đường chẳng ta cùng bước, xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa âu phiền đắng cay trần gian. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký, đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.